Tôi là Nguyễn Thị Bình, năm nay bước qua tuổi 60, hiện đang sống tại Long Thành, Đồng Nai. Tôi nguyên là kế toán trưởng ngân hàng về hưu. Thì sau khi về hưu thì tôi cũng không có trải khỏi những cái bệnh mãn tính không lây, đúng không ạ? Mic của chị Bình nó hơi vọng. Sau khi mà tôi về thì tôi đã được em gái mình chia sẻ cho mình về Siberia, thì tôi quyết định sử dụng ngay, bởi vì là tôi cũng rất cần về sức khỏe. Và sau khi sử dụng sản phẩm thì tôi yêu nó vô cùng, bởi vì cái kết quả mà mình nhận được ngoài sự tưởng tượng của mình. Tuy rằng là tôi cũng đã dùng sản phẩm chức năng của các công ty khác, nhưng mà cái sản phẩm của Siberia nó có kết quả mà mình nhìn thấy rõ thấy nhất. Là tôi đã quyết định hợp tác với CPT và lan tỏa cái xin lỗi cả nhà, cái mic hơi tôi tắt cái mic này một chút. Ok, chị điều chỉnh lại cái mic một chút. Chị mở một máy thôi, chị không mở hai máy, mở hai máy nó bị bỏng. Khi mà tuyển dụng chị Bình nhá, được chưa, chị mở một máy thôi. Ok. Và đối với ông xã tôi thì khi mà nghe đến sản phẩm CBD thì nói chung là ban đầu thì ông cũng nghe tới của Nga thì ông cũng rất là thích, nên là thủ lĩnh Vàng Phan Nguyệt khi xuống để chia sẻ về sản phẩm CBD với gia đình tôi thì thủ lĩnh Nguyệt biết rằng là ông xã tôi là người mà chuyên nghiên cứu, nên là đã dục một quyển tài liệu mà của bác Phạm Hùng Minh đã dịch. Thì khi mà ông đọc các cái thành phần ở trong sản phẩm thì bắt đầu ông bảo là đặt sản phẩm uống ngay. Và lúc đó thì tôi đang uống vi dần, nên là khi mà đọc thành phần thì ông nói cái này sản phẩm này hàm lượng anh thấy ở trong này có những cái chất nó giống như ngày xưa mình uống vi dần, và quyết định là mua hàng dùng ngay. Các anh chị biết ạ, ông xã tôi thì cứ tất cả những cái sản phẩm gì mà của công ty là ông bắt đầu ông lên list một cái list, cái này là dùng cho tôi này, cái gì này là dùng cho ông xã tôi này, rồi cái gì này là dùng cho con, thế là cứ vậy là lên list đặt hàng. Tôi thì không quan tâm tới vấn đề mà uống cái gì tôi không biết là tôi lựa chọn cái gì, nhưng mà ông xã tôi là người mà tất cả những cái sản phẩm gì mà về mà ở nhà về công ty về là tôi thường hay bảo anh ơi hôm nay có sản phẩm mới, là ông đặt tất, ông đọc tài liệu xong là bắt đầu ông nói dùng ngay, ông quyết định cho dùng ngay, là tôi đừng nghe thích như vậy. Và anh canh gì biết không, trên cái đầu tủ của tôi á, là ông là người mà nhìn trên đầu tủ á, nhìn thấy sản phẩm nào tôi uống hết, ông lắc các cái hũ, ông thấy cái nào hết là bắt đầu ông lạt nhặt lên đầu tủ, và ông cứ biểu là uống những cái này, xong xoay qua lại ông ôn nhặt những cái sản phẩm gì cho tôi uống. Là thời gian đầu là tôi luôn luôn là cứ được ông xả nhặt soạn sẵn sản phẩm trên đầu tủ là tôi uống, và ông biểu đặt cái gì là tôi đặt. Và bây giờ hôm nay thì tất cả những cái sản phẩm mà tôi được uống thì tôi rất là tâm đắc những cái sản phẩm mà mình được dùng. Và chúng ta biết rồi, với CBD thì sản phẩm của nó thì đỉnh của khoa học và đáy của giá, đúng không ạ? Và thường nói rằng là một chân sản phẩm của chúng ta, một chân bước qua cửa, thì có những cái sản phẩm các anh chị biết như bàn thủ lĩnh Đức Hiệp, đúng không ạ? Là lần đầu tiên là được sử dụng cái lò gheo xoa tay, đúng không ạ? Là bạn về bạn cũng đã yêu ngay. Và ngay cái thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta, Phan Nguyệt của chúng ta, thì khi tiếp cận đến CBD là hai hộp trà, và đã thấy ở trong này là một cái cơ hội. Và thủ lĩnh đã ngừng công ty đang có những thu nhập tốt và chuyển qua CBD. Thì hôm nay tôi chia sẻ với anh chị là những cái sản phẩm mà đầu tiên một chân bước qua cửa, đúng không ạ? Anh chị thấy slide chưa? Dạ chưa ạ. Thì chị em anh chưa thấy. Chị...
À, thấy chưa ạ? Thấy thấy rồi Ok. ạ. Ôi, xinh gái lắm rồi. Cái sản phẩm 10 sản phẩm mà bán chạy nhất của chúng ta đúng không ạ? Và cái sản một những cái sản phẩm đầu tiên nhất mà một chân bước qua cửa đó là sản phẩm gì ạ? Sao cứ đến giờ là chia sẻ nó cứ hay lỗi. Cái gì thấy không ạ? Mới thấy chị thôi. Rồi. Đây là những cái sản phẩm mà chân bước qua cửa đúng không ạ? Đó là những cái sản phẩm đầu tiên là một chân bước qua cửa. Thì ở trong này tôi tin chắc rằng là các anh chị, rất nhiều anh chị được những người mà chia sẻ cho mình về CVD thì sẽ chia sẻ cho mình những cái sản phẩm như thế này ạ. Ai là người mà được chia sẻ về sản phẩm này trước ạ? Cho tôi hai kết quả. Kim Hương xin chia sẻ một sản phẩm. Ừ, xin mời Kim Hương. Sự thật là cách đây 3 hôm là Kim Hương bị ngã dập đầu gối cả nhà. Và đầu gối thì ngay lúc đấy chảy máu đứng tận bắp chân luôn. Thì khi mà Kim Hương nhìn thấy cái quần của mình bị rách rồi thì chỉ cách chỗ Kim Hương để xe khoảng 100 mét thôi, thì Kim Hương lên xe và lấy dầu ban san để rọ trực tiếp là làm sạch. Sau khi mà rọ trực tiếp làm sạch xong ấy thì Kim Hương vẫn đi đi đến tận trưa, đến trưa thì nhìn thấy cái chân của mình bắt đầu nó bầm lên và nó tấy xung quanh. Thì Kim Hương sử dụng cái gel khớp. Cái gel khớp đấy mình bôi xung quanh vết thương nhưng mình chưa bôi vào vết thương đâu. Thế nhưng mà mình dùng mình bôi xung quanh thì nó không bị sưng tấy mà không bị đau. Thế mình giảm đau được luôn. Thế mình giảm đau trước, rồi thì đến buổi trưa thì mình rửa lại một lần nữa bằng dầu ban san, và cái lúc đấy mình không dùng một tí nước nào, không dùng tí cồn nào để sát trùng cả. Và rửa dầu ban san xong mình lấy tăm bông mình lăn đi, thì mình cho cái bột của Novomin ấy. Cái Novomin mình cho trực tiếp vào vết thương luôn. Thì cái vết thương nó vẫn đang rỉ máu cả nhà. Nó rỉ máu và nó rất là sót. Lúc đấy cho vào nó rất là sót sót như là sát trùng luôn. Và cái bột của Novomin đấy thì ngay lập tức nhá, chỉ trong khoảng 15 phút sau thôi là nó đóng thành mảng luôn. Tức là nó xám lại, nó thâm lên luôn. Nó thâm và mình cứ nghĩ là nó đã thâm rồi, nó đã khô hết miệng như thế này rồi, thì không biết là đến chiều mình đi bơi thì nó như thế nào. 4 giờ Kim Ngương xuống bơi nha cả nhà, mà cái vết thương ấy nó vẫn chai lì ra, không, nó không bị sùi lên đâu. Bơi 1 tiếng đồng hồ luôn Kim Ngương vẫn bơi không đau chân, không đau nhá. Cái gel khớp rất là hay, khi mình bôi xong là cái đầu gối mình hai đầu gối đều thâm luôn mà không có cảm giác đau thế nào. Thế là nó bơi cả 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 tiếng xong mình cứ bảo chứ thế rồi cái vết thương của mình nó có sùi lên không ta? Nước nó xuống ngâm nước như vậy, thế mà lúc mà lên bờ ấy thì cái màu xám ở trên cái vết thương ấy nó vẫn cứ như một mảng xám luôn cả nhà, nó xám luôn chứ nó không có bị bong bong cái chảy xước mà nó không bị sùi lên. Thế là Kim Hương lên 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 bờ về nhà tắm xong lại dùng cái dầu ban san lại 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 sát trùng một lần nữa. Thế rồi lại lấy tăm bông lăn hết đi xong là lại cho một lớp Novomin lên, lại sót cả nhà, rất là sót. Thế nhưng mà vết thương chỉ sau một ngày thôi là nó đã thành vẩy rồi và nó rất là khô, không bị một tí nào, giống như là kiểu nước chảy ra hết đấy, nó khô luôn. Cái đấy là cái mà rất là tuyệt vời, lần đầu tiên Kim Hương kết hợp cả dầu ban san, cả cả cái Novomin và cả gel khớp cùng một lúc trên cái đầu gối của mình, thì thấy là đúng là vi diệu cả nhà. Còn là không hiểu sao cái lúc mà mình tắm xong mình còn đau cổ vai gáy cơ, tức là khi mà tắm xong chắc là mình đứng dưới điều hòa, thế là cái bên vai cổ này buổi sáng dậy nó tự nhiên đau một bên vai phải, đau lắm. Cũng là cái ngày đi chơi cả nhà. Tự nhiên làm sao lần này dùng hết cả bộ sản phẩm, không còn thiếu cái gì nữa. Thì đúng cái lúc mà mình cần đến cái sản phẩm. Mà nói thật với cả nhà là một năm nay vào vào Siberia rồi ấy, mãi đến tháng vừa rồi mình mới đầu mới mua gel khớp. Mặc dù là cái khớp cơ thể mình là nó không có đau nhưng mà mình không mua, không sử dụng. Thì đến bây giờ tự nhiên bất thình lình là mình phải sử dụng nó thì mình mới cảm nhận được nhá. Nó đau đau một bên vai, bên cổ này này. Rất đau và xoay xoay tay là cũng thấy đau. Mình bảo chắc hôm qua vấn đề gì nhỉ, hay là tại bơi, bơi thì nó phải đau đều nhưng mà lại không phải. Thế là nó đau một bên cổ thôi. Thế thì mình dùng gel khớp mình bôi đúng một lần buổi sáng thì đến lúc sau là nó biến mất rồi. Mà cái độc cổ vai gáy ấy, mình cảm giác ngày xưa mà đau á nó phải kéo dài đến 1 2 ngày bắt đầu mới hết đúng cả nhà. Thế mà dùng gel khớp chỉ cần đúng một lần thôi ạ, một lần bôi và bóp khoảng 5 phút, thế là nó thẩm thấu vào trong da, thế là nó hết luôn. Cái đấy là cái cực kỳ vi diệu.
mà nó hoàn toàn thảo dược nên là Kim Hương cực kỳ tin tưởng. Nó vào vết thương hở nó cũng không có vấn đề gì đâu cả nhà. Mình cảm giác như thế. Thế nên là nó rất là an toàn. Cái trải nghiệm sớm nhất của Kim Hương chia sẻ luôn cho mọi người. Và bây giờ thì ngày nhá, đi chơi vẫn 2 ngày đi chơi chân thì đau như thế, mà hôm nay thì đi chấm thi từ sáng đến tối vẫn đứng vẫn làm việc như bình thường, không có cảm giác gì đau cả. Quên mất rồi. Xin cảm ơn Tử Đính Bình đã cho chia sẻ. Biết ơn cả nhà đã nghe. Vâng, không 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 gì bằng sự trải nghiệm đúng không ạ? Chúng Đúng ta rồi. cứ tin ở cấp độ trải nghiệm. Và tiếp theo đó là bổ tứ quyền lực. Thì các anh chị biết bổ tứ quyền lực là gì đúng không ạ? Đây, cái dòng sản phẩm này là cái mà nói chung là nó rất là giá trị ở trong này đúng không ạ? Thì chúng ta được sử dụng một trong 4 cái hộp sản phẩm này thôi, thì chúng ta sẽ Tôi nó tuyệt Linh vời như thế nha. nào đúng không ạ? Vâng, xin mời người Nga. Vâng, cảm ơn chị Bình. À, cái bộ sản phẩm này thì Nga đã được dùng cả bộ rồi ạ. À, xin chào thủ lĩnh đoàn quốc gia Phan Thị Nguyệt, chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên Zoom. Chào chị Bình, xin gái. Cái bộ sản phẩm mà chị Bình vừa chia sẻ gọi là cái bộ tứ quyền lực ấy là Nga đã được dùng rồi và Nga bị chinh phục bởi 3 cái sản phẩm đầu tiên. Cái sản phẩm Beauty Sen là về sau này Nga mới sử dụng, vì là nó cũng là những cái dòng sản phẩm mới cách đây vài tháng. Còn cái sản phẩm mà Nga bị chinh phục ngay từ cái lần đầu tiên, để khi mà Nga quyết định rằng là Nga sẽ dùng cái sản phẩm đầu tiên, là Nga đã dùng cái sản phẩm này cho cả gia đình ấy, là cái sản phẩm Chef Vlife, là cái sản phẩm mà khi mà bố của Nga bị đột quỵ ở trên bệnh viện ở quốc tế Thái Nguyên, thì cái lúc đó bác sĩ còn kê 2 cái viên Cerusen cho bố của Nga uống. Và lúc đó là Nga lấy buổi sáng ấy, là Nga lấy 2 cái gói siêu vitamin, 2 cái gói Neurovision, còn buổi tối ấy, là Nga lấy 2 cái gói Chef Vlife để cho bố uống. Lúc đầu là ông không có uống, và ông phản đối là ông không có uống, và Nga phải nhờ vào cái sự trợ giúp của bác sĩ là cái người mà cùng ngành nghề của Nga, là nói để thông tư tưởng thì ông mới dùng đấy, ông mới dùng. Mà sau khi mà ông dùng thì Nga lén bỏ 2 cái viên Cetoxen ra bên ngoài. Thế nhưng mà tối hôm đấy thì là bố của Nga ngủ vẫn rất là ngon. Đấy là cái kết quả của cái lọ mà có cái vạch, cái hộp có cái vạch màu tím là hộp chết ở cả nhà. À, còn cái sản phẩm siêu vitamin ấy, là một cái sản siêu vitamin, và cái Neurovision là cái hồi mà tháng 12 năm 2020, là lúc đấy là Nga bắt đầu bước chân vào CV là được tháng thứ ba. Nhưng đến tháng thứ ba thì Nga dùng cái bộ sản phẩm gọi là dòng siêu này, và lúc đấy mà khi mà bắt đầu mà mới vào ấy, thì lúc đấy Nga nhớ là thủ lĩnh Đại Thu là có nói với Nga rằng là em dùng cái bộ sản phẩm gì rồi. Thì bắt đầu vào series thì Nga thấy là có rất là nhiều những cái sản phẩm mà Nga thấy nó rẻ, nhưng giá nó phải chăng. Thế là theo cái tính chất nghề nghiệp ấy, thì là Nga cứ lấy về để mà Nga bán và dùng cái sản phẩm mà nó ít tiền, vì Nga nghĩ rằng là cái sản phẩm đấy là nó dễ bán, nó dễ chia sẻ, như là kem đánh răng các thứ thì rất là dễ đấy, mini gel xoa tay. Thế sau bắt đầu là đến 2 tháng 3 tháng sau ấy, thì Vũ Thu bắt đầu mới gọi điện hỏi là thì em đã dùng cái bộ sản phẩm đẳng cấp ở bên này chưa, gọi là bộ sản phẩm doanh nhân ở bên này chưa. Thế là Nga nói rằng chưa có dùng. Thì chị bảo thế bây giờ em chọn đúng hay em chọn thành công? Tất nhiên là em chọn thành công. Nếu thành công thì em cứ làm giống như người thành công. Bây giờ em dùng cái bộ sản phẩm doanh nhân đi, không được gọi là bộ sản phẩm doanh nhân ấy. Thế là Nga cũng nghe theo, bắt đầu chị bảo lên, chị đặt đơn, chính là chị Thu là đặt đơn đơn đấy cho Nga. Và sau đấy gửi về thì trong đấy là có cái siêu vitamin này, Neurovision, Chef Vlife này, và Nga uống. Thì ngay đến cái ngày hôm sau ấy là Nga cảm nhận được là đến tối hôm đấy thì Nga mới ngỡ ngàng. Là bình thường nếu mà Nga mà ngồi mà làm việc với một cái cường độ cao, lúc đấy là Nga vẫn còn đi làm công ty ấy, và làm cả series, lúc đấy bắt đầu là rất thích bán series cả nhà. Lúc đấy là Nga mới thích bán series luôn chứ chưa hiểu gì về hệ thống hết. Thế là vẫn rất hay gọi điện cho người nọ người kia để bán hàng, và bình thường cái cường độ làm việc ở cơ quan nó đã nhiều rồi. Thế sau rồi khi bắt đầu làm thêm series cộng với cả lúc đấy vẫn còn phải điều điều hành cái nhà thuốc ở nhà và có một bạn nhân viên bán nữa, thì cái cường độ làm việc của Nga là nó bị quá tải. Nếu mà bình thường với cái cường độ làm việc như thế là về nhà ấy, các anh chị là không buồn gì hết cả rồi, mà thậm chí là những cái thời điểm đó là
hai vợ chồng còn nói một cái câu như thế nào cho nó hợp lý, có nghĩa là về đến nhà là mệt phò râu chê rồi. Nếu mà chồng mà sờ vào người là lúc đấy là chỉ có cái chị một là giả vờ ngủ này, hoặc là dùng cái chiến thuật nào đấy để mà hoãn binh ấy đấy. Thế mà khi mà dùng cái bộ sản phẩm này vào rồi, từ sáng đến tối mà Nga gọi điện gần như là từ 7 rưỡi sáng mà đến 11 giờ tối mà nghe các cái cuộc điện thoại để giải quyết công việc này khác ấy, nó dày đặc luôn. Mà cái công việc của Nga lúc đấy nó căng thẳng mà nó không có cảm thấy nó mệt mỏi gì cả nhá, không thấy gì cả. Đến 11 giờ đêm cúp máy điện thoại mà giải quyết những cái công việc mà mọi khi trong công việc mà Nga cực kỳ là cảm thấy mà nó căng thẳng mệt mỏi luôn, mà hôm đấy là không thấy gì cảm không thấy lạ là quá, mà từ hôm trước đến hôm nay chả nhẽ cái bộ sản phẩm này nó lại vi diệu thế, là mình không cảm thấy mệt gì, năng lượng cứ từ sáng đến tối đâu. Đấy là cái cảm nhận đầu tiên mà Nga cảm nhận ở cái bộ sản phẩm. Có ba cái sản phẩm mà gọi là Neurovision này, buổi sáng là uống một gói Neurovision, một gói siêu vitamin, buổi tối là trước khi đi ngủ ấy, là uống một cái gói chép vì lan, mà cảm thấy là người nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nếu mà anh chị em nào mà để ý mà thực sự mà làm việc ở một cái cường độ cao mà mắt mũi là phải nhìn vào điện thoại và máy tính liên tục thì mọi người sẽ cảm nhận được là nó rất là khác biệt. Thế còn cái sản phẩm Beauty Sen thì Nga mới dùng được cách đây khoảng mấy tháng, nếu không nhầm thì 7 tháng thì phải. Và Nga dùng 3 hộp liên tục, 3 hộp liên tục thì đến cái hộp thứ 3 thôi. Thì ở đây chúng ta đã có gia đình hết rồi đúng không? Hầu như là có gia đình hết rồi. Thế là Nga chia sẻ riêng cái sản phẩm Beauty Sen ấy, mà chị em phụ nữ nào mà có vấn đề về nội tiết, đặc biệt là nếu mà ngực mà bị lép ạ, thực sự là dùng cái Nga rất là tâm đắc là ngực lép. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mà Nga dùng sản phẩm siêu y là nó bằng phẳng lắm các anh chị, nó không có lồi lõm gì cả đâu. Có nghĩa là từ khi mà sinh em bé thứ hai xong là nhiều khi là còn có cái tư tưởng là trước đây mà ai mà có cái suy nghĩ là nếu mà bơm ngực hoặc gì gì đó thì Nga nghĩ rằng là nó rất là dở hơi và cũng không cần thiết đến cái việc đó. Nhưng khi mà sinh em bé thứ hai xong ấy, là Nga có cái suy nghĩ rất là mặc cảm về cái thân hình của mình, bởi vì nó cứ lườn lượt ra, nó không có cái độ gợi cảm gì cả. Và nhiều khi là mình cảm thấy còn Nga còn cảm thấy mặc cảm với ông xã, đi ngủ là tắt điện các anh chị ạ, đi ngủ là tắt điện. Tắt điện thì là tốt nhất thì nó mới tự tin, còn bật điện là nó không tự tin đấy. Thế sau khi mà 3 tháng mà dùng cái sản phẩm Beauty Sen xong thì rất là tự tin đấy các chị em phụ nữ. Mà thực sự là bạn nào Nga tâm đắc nhất là cái ngực lép. Cái ngực lép là ngực của chúng ta nó sẽ đầy dần và nó sẽ tròn đầy, giống như là nó được nó căng tròn hơn và nó tự tin hơn. Cái này sẽ có nhiều bạn nữ là không dám nói ra, nhưng nó cũng là một cái bí quyết để mình gìn giữ hạnh phúc gia đình. Và khi mà cơ thể của một người phụ nữ mà nó đẹp hơn ấy, hoặc da rẻ này, rồi là mọi thứ nó ngon lành cành đào hơn, thì lúc đấy đương nhiên là hạnh phúc gia đình nó sẽ êm ấm hơn rồi. Nga tin tưởng là như thế. Và bản thân Nga là được cải thiện ở 4 cái sản phẩm đấy rất là nhiều. Và hiện nay là Nga vẫn đang dùng 4 cái sản phẩm này cả nhà, không bao giờ thiếu. Từ cái ngày đấy đến giờ đấy, Nga phải cho cả nhà xem là cái bộ sản phẩm này là bây giờ là không phải là Nga dùng 3 cái sản phẩm như trước nữa, mà bây giờ phải là 4 cái sản phẩm luôn cả nhà. Neurovision này mà Nga phải để ở trước cái bàn làm việc của mình luôn, và để nhớ uống. Ngày trước thì phải đặt đồng hồ, nhưng bây giờ Nga uống thêm cái sản phẩm Detox Pro này nữa cả nhà. Đây là khoe thêm, đang uống, đang dùng Detox Pro này đấy, siêu vitamin này và Beauty Sen đấy. Nên là nếu mà không làm siêu đi thì thôi, Nga nghĩ rằng là các chị em, Nga nói riêng góc phái nữ nhá, nam thì các anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình để có bản lĩnh đàn ông. Thế nhưng mà riêng mà phái nữ thì Nga tin tưởng là ai mà dùng 4 cái sản phẩm này thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là không những là cơ thể thay đổi đâu mà đầu óc nó cũng thông minh ra, nó tỉnh táo và làm việc cảm thấy là giải quyết công việc nó rất là hanh thông, nó không có bị tắc nghẽn. Cảm ơn chị Bình đã cho em chia sẻ, cảm ơn cả nhà lắng nghe. Vâng, cảm ơn em Nga. Chúng ta biết rồi ạ, siêu vitamin thì giúp cho chúng ta luôn trẻ khỏe đúng không ạ, có năng lượng, và nó là một cái tổ hợp nhiều vitamin và khoáng chất được chiết xuất hoàn toàn bằng thiên nhiên, nên là phù hợp với mọi trường hợp, mọi lứa tuổi, ai cũng dùng được đúng không ạ. Còn với Beauty Sen thì đúng là giữ mãi tuổi thanh xuân, và những người nào phụ nữ mà thời kỳ mà
tiền mảng kính ấy, thì sao khi uống cái sản phẩm Beauty Sen này vào thì sao nước non bắt đầu, nước nuôi bắt đầu tràn về đúng không ạ? Vâng, và tôi xin thêm một vài ý kiến về cảm nhận về bốn cái loại sản phẩm này ạ. Kim Hương Kim Hương giành mic bởi vì là Kim Hương bán hơi nhiều những sản phẩm này cả nhà. Và cái trải nghiệm thì rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất là cái đầu tiên khi mà mới vào Siberia ấy, là Kim Hương dùng ké với ông xã cái sản phẩm Neurovision cả nhà. Cái sản phẩm đấy thì mình bị đau nửa đầu nhưng mình không nhớ là mình đau nửa đầu vì mải học quá. Lúc ngày nối vào là xem clip suốt ngày suốt đêm mình quên mất là mình đang bị đau nửa đầu. Nhưng mình nghĩ là mình mắt não là có vấn đề rồi. Tại vì có tuổi ấy thì mình cứ dùng ké rồi lúc đấy thì mua siêu vitamin cho ông xã nhưng lại không mua được. Thế là mình mua Neurovision. Thì mua Neurovision thì mình bảo ở cái này bổ mắt não mình dùng ké. Ở ông xã lúc đấy 300 điểm cũng nhiều hết thì mình lại mua tiếp, thế là dùng ké thôi. Thì dùng ké thì sau khoảng mấy ngày thôi thì Kim Hương thấy bắt đầu đầu nó bắt đầu ê ê lên cả nhà. Thì mình mới phát hiện ra là nó ê ê ong ong ở trong đầu, giống như là mình vào một cái không gian hẹp ấy, xong là bị ong ong ở trong đầu mà đúng cái đầu bên phải luôn. Cái chỗ mà mình đau nửa đầu bên phải ấy cả nhà. Thì cái đau bên phải của Kim Hương thì có những lúc nó rất là khủng khiếp vì nó đau nút dây thần kinh, thỉnh thoảng nó cứ nhói lên ấy, nó nhói lên nó cắn giống như là giật thót mình luôn, kể cả đang ngủ cũng bật dậy. Thế nhưng mà khi mà hết cái lần cái đợt mà nút thần kinh bị nhói như thế thì nó cứ đau nửa đầu một bên phải thôi. Và trước đấy nhá, cái lúc tháng 6 ấy là khi mà mình đi dạy học ấy, ít nhất là một tuần mình đau ba lần như thế. Mà ba lần như thế là cứ đau là cái là mình phải tập, mình tập yoga phải đến gần một tiếng ấy thì nó mới đỡ, hoặc là mình vẫy tay theo kiểu dịch chân kinh ấy một tiếng thì nó sẽ hết cái đau nửa đầu, chứ không có dùng viên thuốc giảm đau nào hết. Thì mình cảm giác là chỉ sau nửa tháng thôi là cái đau nửa đầu của mình biến mất cho đến lúc mà mình bị Covid trở lại cả nhà nhá. Bị Covid trở lại là đến tháng 2 đúng không, từ tháng 6 đến tháng 2 năm 2022 này này, thì bắt đầu hết Covid một cái là cái đau nửa đầu nó quay trở lại cả nhà. Mình cảm giác là Covid ấy nó lục ra tất cả những cái bệnh mà mình đã bị trước đây. Thế nên là sau khi mà mình dùng sản phẩm là nó không đau nữa, nhưng mà sau khi Covid thì lại đau lại. Nhưng đã đau lại nửa đầu khoảng một tuần một hai lần. Thế là mình cảm giác thôi chết rồi, ra quay trở lại rồi. Thế là lúc đấy là mình lại dùng detox chứ mình không dùng đau nửa đầu nữa. Thế nhưng mà cũng detox xong là nó hết. Cái vi diệu là mẹ mình thôi, mới ngày hôm qua sáng sớm bà dậy là bà bảo chứ tự nhiên hôm nay choáng đầu con ạ. Và thế sao mẹ lại choáng đầu? Bà tối qua mẹ không ngủ được. Thế mình bảo thế bây giờ mẹ có hiện tượng tiền đình hả? Đau bà cứ đau như thế mà bà nằm đứng dậy nó chênh choáng là kiểu gì cũng tiền đình. Thế là mình rất là sợ, mỗi lần bà tiền đình là mất 2-3 ngày bà nằm bẹp luôn ấy. Thế nên là mình ngay lập tức nhá, mình cho bà dùng, lúc đấy không phải Neurovision đâu mà cái siêu vitamin vì bà hơi mệt. Mình cho bà cái siêu vitamin cộng với cả 10 viên Novomin luôn. Và cộng với cả 2 viên sim não. Thế thì khi mà bà uống xong một cái đợt thuốc đấy buổi sáng ấy, chỉ uống một cốc bột đậu xong bà uống luôn ấy, thì bà nằm đến trưa. Đến trưa thì tỉnh dậy là ăn mấy quả, mấy cái quả, mấy miếng trái cây ấy. Thế là mình sau khi ăn trái cây xong mình lại cho bà uống thêm một gói Stress Delight cả nhà. Thế là đến trưa bà uống một gói đấy nữa. Thế đến chiều là bà gần như là tỉnh hoàn toàn rồi. Mình bảo chứ thế bây giờ mẹ cần thêm bổ sung cái sản phẩm gì không, mẹ thấy bình thường chưa? Bà bảo bình thường rồi, mẹ thấy không sao rồi. Đấy, tức là sau khi bà uống Stress Delight, bà ngủ một giấc buổi chiều xong bà tỉnh dậy buổi tối hôm qua là rất bình thường. Đấy mà chỉ có hai cái gói siêu vitamin thôi cả nhà, mà nó rất là tác dụng. Và cái sản phẩm của mình ý, thì Kim Hương có rất là nhiều trải nghiệm về sản phẩm Beauty Sen nữa. Bản thân mình uống bây giờ là 6 hộp rồi cả nhà, chứ không phải là 4 hộp như em Nga đâu ạ. Và 6 hộp thì Kim Hương thấy là nó rất là vi diệu. Thứ nhất là da mình bắt đầu căng ra, mà rửa mặt xong là nó bóng mịn luôn ấy. Và cái độ bóng đấy nó rất là mướt. Nó mướt theo kiểu như là như kiểu không cần trang điểm hay gì đâu, mà nó cứ tự căng ra từ bên trong ấy. Thế nên là cái da mặt của mình nó rất là ẩm ướt, mà nó cũng lúc nào nó cũng cảm giác như là nó rất là mượt mà ấy. Cái đấy là cái rất là thú vị. Và cái thứ hai nữa là khi mà dùng cái Beauty Sen ấy thì trước đây mình cho con bú không đều ấy, một bên là ngực to hơn một bên bé hơn, mặc dù ngực mình là có ngực nhá. Thế nhưng mà phụ nữ nào mà cho con bú không đều bao giờ nó cũng hơi một bên lép. Thế nhưng mà khi mà dùng sản phẩm, vì khi mà một bên lép ấy, mặc áo ngực là mọi người biết ngay đúng không, nó hơi võng xuống đúng không. Thế nhưng mà khi mà dùng sản phẩm xong ấy thì hai bên ngực trở nên đều như nhau, thì mình biết là cái độ căng của nó ấy, là nó nở ra từ bên trong tế bào cả nhà. Thế nên là cái mô của tế bào ngực ấy thì nó giống nhau, thế nhưng mà do quá trình ấy sử dụng nhiều ấy thì nó không còn đều nữa. Thì khi mà không đều ấy thì mình dùng sản phẩm vào thì nó đẩy lên đều cả nhà. Thì cái đều đấy nó chứng tỏ là nó làm cho ngực mình căng tròn đều ấy.
và cái độ sệ hay gì đấy. Ngực mình thì thực ra nó giống như là những cô gái thôi, nó không bị sệ, nhưng mà khi mà dùng xong thì cảm giác nó căng hơn, nó đầy hơn. Và nếu mà ai mà muốn đẩy ngực lên thì cực kỳ dễ, bởi vì là nó rất là nây, gọi là nây thì đúng hơn. Cái đấy là tuổi già rồi nên cứ nói thẳng. Bạn nào còn trẻ mà không tự tin ấy thì cứ dùng thôi. Và khi dùng rồi thì cảm nhận được, thứ nhất là thế, thứ hai nữa là đầu ti ấy nhỉ. Ngày xưa cho con bú xong là nó không tươi đâu. Nhà mình chỉ có mỗi mẹ mình là đầu tí tươi như là hoa hồng thôi. Còn bọn trẻ con, bọn mình ấy là kể cả có ngực hay không có ngực là đầu tí nó cứ màu nó không tươi, cứ gọi như là nó thâm sàn hẳn xuống chứ nó không giống thời con gái nữa. Thì khi mà dùng xong ấy là cái đầu tí bây giờ nó hồng lên như là hoa đào ấy cả nhà. Và mình tin chắc chắn là ai cũng thế chứ không phải là bản thân mình đâu. Thế nên là khi mà sử dụng xong ấy thì mọi người sẽ cảm nhận bằng bằng cái trải nghiệm của mình nhá. Chứ còn thì mà vấn đề ấy, cái beauty sense ấy mọi người, không phải là nó đẹp ở trên mặt mà nó cả ra tay ấy. Từ ra tay ra cơ thể của mình nó cũng bóng luôn. Da tay của mình ngày trước là nó hay khô, em Hồng cứ bảo chị ơi chị phải chịu khó bôi kem dưỡng tay vào, chứ không á là cái da tay mà nó già là trông người già lắm. Thế nên là mình cũng thấy là hay quên, bôi bôi thì hay quên, thế nhưng mà uống thì không quên. Thế nên là tự nhiên cái da tay bây giờ nó cũng căng và mình cũng rất là tự tin vì nó căng ra. Mình còn nói đùa mọi người là da tay mình nó đẹp hơn cả thời con gái, mà mọi người cứ bảo chứ nói đùa nói gì mà nói quá lên thế. Mà thật ra thời con gái mình làm nhiều quá cả nhỉ. Thế nên da rất là thô, không dám để cho người yêu nắm tay đâu. Thế nhưng bây giờ nhìn cái da của mình ấy, nó căng mà nó bóng. Cái độ bóng là riêng ở sản phẩm của mình nó có. Thế nên là cái bóng ấy nó làm cho da nó không có già nữa cả nhà. Thế nên là khi mà mình vào đây mình tin chắc là sau một thời gian nữa còn trẻ hơn cả nhà. Biết ơn thủ lĩnh mình cướp mic của mọi người. Và chính vì nhờ thế nhá nên là cái sản phẩm Beauty Sen này, siêu vitamin là cái Hương bán cực kỳ nhiều luôn, mỗi tháng là hơn 10 hộp ấy cho những người bạn của mình. Kể cả là Beauty Sen thì mình cũng gặp, Recording in và progress. kể cả cái detox pro cũng thế. Sau khi mà bị covid xong ấy là mình đi một cây số là mình rất là mệt và hụt hơi nhá, mà chỉ dùng một detox pro khoảng 3 ngày thôi là cái hụt hơi biến mất. Thế nên là mọi người mà bị covid thì nên dùng detox nhá, kể cả là bộ ba thanh lọc hay là detox pro cũng nên dùng, bởi vì nó thải độc ngay lập tức và nó làm cho cơ thể mình nó mất những triệu chứng hậu covid đấy. Thì Kim Hương cả trải nghiệm và Kim Hương thấy là lúc bị covid mình không hề ho, không hề sốt, không hề viêm họng một chút nào cả, thế nhưng mà vẫn bị hụt hơi sau khi mà mắc covid xong cả nhà. Thế cái đấy là cái trải nghiệm thực sự của bản thân thì mình mới mới nói để mọi người yêu bản thân ấy thì hãy thải độc, bởi vì hàng 40 tỷ tế bào cần thải độc lắm. Nếu như mà chúng ta không thải độc ấy thì nó sẽ ngấm vào phổi, ngấm vào tim. Và ông chú của Kim Hương chắc chắn là bị covid và bị ngấm vào tim cả nhà. Sau khi mà bị ông ấy sinh năm 65 thôi mà sống ngay tại Vũng Tàu, ngay cạnh bệnh viện ở Vũng Tàu luôn, ngay cổng bệnh viện. Nhưng mà khi mà bị hậu covid xong ấy chắc là không để ý, thì đến lúc mà cứ thấy sốt thôi, sốt thì đi 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 vào viện test thì không thấy covid, thì cứ nghĩ là sốt thế là sốt bình thường, thế là chỉ tiêm nước thôi. Trong 4 ngày tiêm nước thì tự nhiên là đến lúc ngày thứ tư ấy là quá mệt cả nhà. Quá mệt rồi thì bắt đầu mới đi vào viện viện trong thành phố Hồ Chí Minh, cái bệnh viện gì nhỉ, Chợ Giấy, để cấp cứu. Thì cấp cứu lúc 11 giờ đêm thì mọi người chụp phổi nó đã trắng xóa và cũng sũng nước rồi cả nhà, nó phun sũng nước luôn, tức là phổi bị tràn dịch mà đến mức là nó trắng trắng mà nó không thể tự hô hấp được nữa. Thì đến lúc đấy là suy tim độ độ mấy rồi không biết nữa, và tim cũng cũng bị sưng hết cả lên và phổi cũng thế. Và chỉ có mấy tiếng sau, 6 giờ sáng ngày hôm sau là chú đã mất rồi, mà chú rất là khỏe, đến nhà mình là uống rượu cả ngày luôn á, mà mới sinh năm 65 thôi cả nhà. Thế nên là cái này nó cực kỳ quan trọng nhá, những ai mà đã ở Siberia đúng là có phước, nên mọi người cần phải lưu ý để mà thải độc ngay sau khi hậu covid, đừng để là nó ngấm vào các tế bào. Như mẹ Kim Hương là chỉ bị hậu vaccine thôi, nhưng sau 4 tháng nó bắt đầu nhiễm vào tim thì mới là men tim cao. Và Kim Hương cảm nhận trải nghiệm ở trong gia đình mình ấy là có rất nhiều những vấn đề hậu covid mà mọi người không biết là nguy hiểm lắm. Mà bạn của Kim Hương cũng thế, cũng hậu vaccine như mẹ mình mà sau 2 tháng là cũng đi vì tai biến và đột quỵ đấy ạ. Sau khi mà hậu covid xong là suy tim gì sưng phù nề toàn thân, và ông cũng mới có 74 tuổi thôi và ông cũng đi. Và cái đấy là cái mà Kim Hương mới cảm thấy là gia đình mình cực kỳ có phước khi biết đến sản phẩm này. Nên là mẹ của mình không bị suy tim nhưng mà không bị sưng sưng phù nề như ông ấy. Và đấy là hai người mà Kim Hương biết là do hậu covid, hậu vaccine mà chết đấy, người thân của nhà mình và người bạn của bố của bạn mình đấy. Thì cái đó là cái mà khi mà vào đây mọi người dùng cái sản phẩm của mình ấy là dùng đều cái Novomin ấy, formula bây giờ ấy cũng là cái thải độc rất là tốt. Thế nên là mọi người cứ quan tâm đến 40 triệu tế bào nhá. Đừng có nghĩ đến cái việc mà tiền quan trọng thật đấy, nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn. Cảm ơn cả nhà.
Kim Hương, chúng ta chia sẻ bốn bốn cái hộp sản phẩm đó thôi đúng không ạ, và tiếp theo những cái sản phẩm khác thì chúng ta mới chia sẻ tới cảm nhận những cái sản phẩm khác đúng không ạ. Vâng, tôi có ai về cảm nhận về stress nữa không ạ, thì cho tôi một kết quả về stress nữa để chúng ta Ôi, qua sản phẩm. em anh Hà. Xin mời anh Đồng Hà. anh chia sẻ về stress relay. Xin mời em anh này. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Phong Miệt, chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Thì xin phép của anh chị em vài phút để chia sẻ về stress relay. Thì trước tiên xin giới thiệu là em là Nguyễn Ánh, hiện tại sinh sống tại Bình Thuận và đang là dược sĩ, làm công tác tại bệnh viện và có bán một thuốc tại nhà nữa. Và cơ duyên biết đến Sibori được qua một người bạn, và khi một người bạn giới thiệu là em nhận đặt sản phẩm lên về đó, nhưng mà em chưa sử dụng. Khi em tham dự sự kiện Đít Kem 2 ngày về là bắt đầu rồi. Em mới đem chồng em ra làm thí nghiệm về sản phẩm Sibori. Thật sự lúc đó là chồng em bị mất ngủ là 5 tháng trời rồi mọi người, 5 tháng trời mà em á, là em đặt sản phẩm cho em là em bị suy nhược thần kinh. Em ánh bị suy nhược thần kinh là do em làm công việc rất là nhiều, giống như bạn Nga đó, vừa công việc nhà nước vừa công việc ở nhà buôn bán là nó rất là nhiều, nên mình lúc nào cái thần kinh mình sau một ngày làm việc tới chiều về nó căng thẳng. Mà bạn em mới đặt cho em là cái hộp, một hộp stress relay với là một hộp C vitamin. Ở đó em biết cái stress relay là cái gì, C vitamin nó gì, em để đó em chưa sử dụng. Và sau khi đi dự trích kem về là em bắt đầu là cho chồng sử dụng. Tại vì khi mà em đọc trên cái sản phẩm stress relay là có là cải thiện tình trạng mất ngủ, mà em thì ngủ như con heo rồi, không cần sản phẩm gì cũng ngủ như con heo rồi, chỉ là suy nhược thần kinh thôi. Và chồng em không chịu sử dụng đâu, là em kêu là em mới nói một câu thì anh cố gắng làm vật thí nghiệm cho em đi, nếu như mà anh thành công, anh là thành công thì là em sẽ mang anh suốt cả cuộc đời. Là chồng em là đồng ý, tại vì chồng em bình thường biến uống thuốc rồi đó, không chịu uống thuốc, mất ngủ 5 tháng trời, gần 5-6 tháng như đó, đếm không, nói chung là thời gian không cụ thể, mất ngủ là gần 5-6 tháng mọi người, không chịu uống là không chịu uống. Sau khi em nói như vậy thì thấy vợ mình chân tình quá, mà tại vì em chứng kiến trong sự kiện đi kem là rất nhiều người, rất câu chuyện thành công của những người đã sử dụng sản phẩm rồi, cho nên em có cái niềm tin ban đầu nhưng mà em chưa trải nghiệm thực tế thôi. Bắt đầu cho dòng sử dụng và chỉ sau 3 đêm thôi nhà mình ạ, à, chỉ sau 3 đêm sử dụng stress relay thôi thì đã cải thiện rất là nhiều. Từ một người mà tối là 1 giờ sáng dậy, có khi 12 giờ sáng dậy, khi 2 giờ sáng dậy, bây giờ sau 3 đêm là đã 4 giờ sáng mới ngủ dậy, 4 giờ sáng mới ngủ dậy, và sau 5 đêm là ngủ thẳng ót tới 5 giờ kém mới dậy. Và đặc biệt một điều là sau khi ngủ dậy cơ thể nó không có một cái biểu hiện như của mệt mỏi mà của tác dụng phụ của thuốc, như giống ví dụ như mà thường thường mà những người mà mất ngủ đang mánh bán thuốc đang mánh cho người ta sử dụng cái Rotondin đó, Rotondin nó cũng là đông đông dược nha mọi người, nhưng mà khi sử dụng ngủ dậy nó vẫn mệt mỏi trong người, cái đầu nó vẫn còn ngay, nó còn thèm ngủ, nó mệt kiểu gì á. Đặc biệt stress relay em hỏi ông xã anh có nghe mệt không, anh có ngay đầu nó cảm giác nó thèm ngủ hơn cho không, bình thường mà có gì đâu, bình thường đó. Lúc đó là em đã đặt niềm tin hoàn toàn vào Siguri. Khi mà cho ông xã trải nghiệm 5 ngày sản phẩm stress relay là em đặt niềm tin hoàn toàn vào Siguri rồi, em bắt đầu chuyển qua sử dụng của em. Thì cái câu chuyện đó mình để sau, và bây giờ là khoe với mọi người này, hiện tại là một hộp stress relay thôi mà bây giờ là ngủ ngon quá, còn 2 gói năn nỉ biết cũng không uống về nhà mình để biết đây nè, còn 2 gói thôi, cuối cùng thì uống cho trọn bộ, và không uống là không uống nữa, thôi ngủ ngon rồi uống chi nữa, chừng đó đủ rồi, thôi thôi không uống nữa, được rồi được rồi. Và bây giờ là nhờ kết quả như vậy cho nên là em làm Sibori là ông xã ủng hộ em hết mình, ủng hộ về mọi mặt. Ban đầu á, thật sự với mọi người, ban đầu mà sáng dậy mà học Zoom mà đọc bản tuyên bố á, là lầm bầm dậy rồi bắt đầu chuẩn bị thể dục là lầm bầm với em, đọc gì mà giống như Chúa Giêsu, ngày nào cũng đọc nhảm nhí dữ trời. Mà từ khi sử dụng Sibori đạt cái kết quả hiệu quả rồi, bắt đầu là em đọc là cũng lắng tai nghe, thì đọc cái gì là cười cười mỉm mỉm đi thôi mọi người, không nói một câu nào cho thể dục về là bình thường rồi, và là nhà cửa rồi, nhiều khi là cho em hết để em học 6:30 em đi làm. Đó là một kết quả là ngồi cái việc mà nhận kết quả về sản phẩm, mà còn em nhận được kết quả về cái sự ủng hộ là mọi mặt của chồng, để em là toàn tâm về Savory. Đó là thật sự rất biết ơn Savory và biết ơn anh chị em đã lắng nghe. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em anh. Rồi xin mời em ăn hàng nào. Ôi tôi theo con Trung à, tôi em theo xin con chào Trung tất à. cả các anh chị Vương ăn hàng xong rồi tới anh Trung nhá. Vâng vâng dạ em xin chào thủ lĩnh Phan Nguyệt, xin chào tất cả các anh chị trên Zoom. Nói về kết quả của sản phẩm CBD thì ăn hàng rất là nhiều đã hôm nay chai nước hoa quả nhé. Ăn
Anh Hằng xin được giới thiệu, anh Hằng hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Trước đây thì Hằng là giáo viên tiểu học tại thành phố Hà Tĩnh, và cơ duyên được biết đến sản phẩm CBD cũng rất là may mắn là được một người bạn chia sẻ cho Hằng cái sản phẩm dùng cho cái liệu trình đại tràng. Và sau khi Hằng trải nghiệm cái sản phẩm của đại tràng xong thì Hằng bắt đầu cho Hằng trải nghiệm, chung Hằng trải nghiệm cả cái dòng sản phẩm để hỗ trợ cho ngủ. Thì ở đây đang nói đến cả cái bộ tứ quyền lực. Thì với trong Hằng thì mất ngủ 4 năm và đã dùng hết cả cái sản phẩm Đông Tây Nam Bắc, thậm chí là mời thầy phong thủy địa lý về nhà. Nói chung là dùng hết tất cả các cái giải pháp rồi, nhưng mà không giải quyết được cả cái vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái ngủ vẫn không cải thiện được. Và sau khi dùng sản phẩm của CBG thì phải nói rằng là cái stress ấy, là cái hộp stress là đúng là huyền thoại luôn. Trong Hằng dùng 2 tháng mất ngủ 4 năm như vậy, đủ các loại giải pháp, nhưng mà đến khi dùng đến stress 2 tháng thì ngủ rất là ngon, rất là sâu, và đặc biệt là cơ thể nó khỏe lên. Sáng mai dậy là thấy anh rất khỏe, không giống như ngày xưa uống những cái loại thuốc ngủ, thì sáng mai dậy là đơ đi, thậm chí là không đi làm được. Và Hằng cho dòng uống cả cái siêu vitamin. Thì sau trước đấy trong Hằng tháng nào cũng ổn, tháng nào cũng cầm cúm. Nhưng mà sau khi dùng đến cái siêu vitamin và cái stress thì khoảng cũng giảm mồm như hơn 1 năm nay. Trong không bị cả cái vấn đề như là cảm cúm, rồi đau đầu. Trước đây anh đau đầu thường xuyên và thường xuyên phải dùng đến giảm đau. Nhưng mà bây giờ thì cả cái vấn đề như là đau đầu này, đang mất ngủ này, và cái sức đề kháng nó tăng hẳn. Đấy, và nói chung nó khỏe cả cái năng lực của đàn ông. Là sau khi dùng stress và siêu vitamin là cải thiện hết cả cái vấn đề đấy. Còn với Hằng thì Hằng cũng dùng siêu vitamin và cái BTCN. BTCN thì Hằng thấy rằng là như lúc nãy giờ là hai chị Nga và chị Kim Hương chia sẻ rất là thật. Ai có dùng thì mới cảm nhận cái siêu vitamin nó sẽ làm cho mình năng lượng cả ngày, đi cả ngày, nói cả ngày, lái xe cả ngày mà không thể mệt. Đấy, và cái BTCN thì Hằng bắt đầu cảm nhận được là, mà mọi người xung quanh Hằng cũng cảm nhận được luôn. Tức là giá Hằng trước đấy thì nó xanh xanh, nó mét mét ấy, nó không được căng hông. Nhưng mà khi dùng sản phẩm của CBG, dùng Chorolong, Hằng dùng trà nữ, và đặc biệt là dùng gần 10 hộp BTCN rồi, thì những cái hộp đầu ấy, giai đoạn đầu ấy, khi dùng thì Hằng thấy rằng là giá nó hông lên. Mới sáng mà giá nó hồng lên, nó giống như kiểu mình mới thể dục xong ấy, nó hồng lên như vậy. Và đặc biệt là ngực nó cũng căng lên. Đấy, ngực là căng giống như kiểu mà phụ nữ về đến cái đến tháng ấy. Đấy, mặc dù là chưa đến tháng nhưng mà cái ngực nó bắt đầu căng lên. Đấy, thì một vài cái hộp đầu là nó chuyển hóa là thấy rõ như vậy. Và sau này thì đúng là vòng 1 là có cải thiện rất là rõ luôn. Và đặc biệt cái giá của Hằng thì Hằng đi đâu Hằng có thể bán được giá cả. Hằng đi đâu cũng mọi người cũng cứ hỏi là Hằng dùng cái gì mà dạo này giá đẹp đấy. Đấy, giá Hằng cải thiện thấy rõ luôn. Đấy, còn lại nữa thì những cái mà như chị em đã chia sẻ đi, nội tiết và tất cả những cái về của chị em phụ nữ thì phải nói là tuyệt vời. Chồng yêu chồng chắc là nghiện. Đấy là cái kết quả của cái BTCN và siêu vitamin. Đấy, còn cái Neurovision ấy thì Hằng cũng đã dùng. Hằng cảm nhận rằng là cái mắt của Hằng trước đây là Hằng bị cận. Và thường thì Hằng ra đường là phải đeo kính, nếu như không đeo ấy, là và làm việc làm máy lâu ấy, là Hằng bị nó mỏng lên một cái giống như kiểu mà con đi chấm ở ngay dưới mắt ấy. Mà đi khám thì bác sĩ vẫn chưa tìm ra cái nguyên nhân vì sao mà thỉnh thoảng Hằng cứ bị mỏng lên. Mà khi nào làm việc căng thẳng với lại đang ngồi máy tính nhiều ấy, là mắt Hằng cứ bị mỏng lên một cái giống như con mũi chân chấm ở ngay dưới mắt. Nhưng mà khoảng 2 năm nay là Hằng không bị cái vấn đề đó nữa. Sau khi dùng sản phẩm đi ra đường bây giờ Hằng thậm chí không cần phải đeo kính nữa, không cảm giác là mệt mắt, mỏi mắt nữa. Đấy, và cái bòng mắt này là nó mất dần, nó không thấy nữa, không bị tái lại như những cái năm trước. Mà mặc dù là mình ngồi máy tính và làm điện thoại rất là nhiều, đó là cái sản phẩm về cái bộ tứ quyền lực thì Hằng đã dùng hết cả 4 cái, thì Hằng cảm nhận được nó thật là tuyệt vời.
Ngoài ra thì những cái sản phẩm khác nữa thì nói chung trong cái dòng sản phẩm của CVG có lẽ là hàng cũng dùng đến 5-60 loại sản phẩm rồi, thì cái sản phẩm nào nó cũng đúng là huyền thoại. Đó là những cái chia sẻ của hàng về kết quả sử dụng sản phẩm của CVG. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Vâng, tôi thấy còn có hai người giơ tay này đúng không ạ? Đó là anh Hồng và Thu Linh và Văn Nguyệt ạ. Rồi anh Trung ạ. Rồi xin mời anh Trung trước thì rất cảm ơn thủ lĩnh Bình cho tôi chia sẻ. Xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phan Nguyệt. Tôi tự giới thiệu, tôi là Triệu Quang Trung. Trước khi vào CBD thì tôi đã là cán bộ ở Viện Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam về hưu 11 năm nay rồi. Năm nay tôi 71 tuổi. Cơ duyên tôi đến với CBD qua người bạn của tôi, đó là Minh Chuyên, thị trường Hà Nội. Và cuối cùng quay như qua xem các clip trước khi vào CBD qua cái người bạn tôi giới thiệu, vào cuối cùng cũng xem được rất nhiều clip về cái sản phẩm CBD. Tôi cũng gặp trực tiếp Minh Chuyên Hà Nội và cuối cùng cũng là tôi cũng kiểm chứng qua cái tập đoàn CBD luôn, xem cái tư cách pháp nhân hoặc là do phép như thế nào. Đó là cái tôi cũng học kinh tế mà, đó là cái nghề nghiệp của tôi. Sau khi tôi tìm hiểu ngay cả tập đoàn ngay hôm đó thì tôi cũng ký luôn hợp đồng, ký luôn là thành viên của tập đoàn CBD và tôi cũng mua 100 điểm sản phẩm. Sau 100 đó thì tôi tiếp tục quay như là tôi 3 tháng về sau tôi tháng nào cũng mua 200 sản phẩm nữa. Mà trong đó tôi nói các bạn là trước khi tôi vào CBD thì sự thật mà nói thì quá trình công tác thì ngày xưa tôi cũng làm công tác quản lý mà, do đó là uống rượu bia tiếp khách rất nhiều. Và gần 2 năm nay tôi đi khám thì đó là mắc cái chứng bệnh là một là xơ gan, hai mỡ máu mỡ gan, ba là cao huyết áp. Và căn cứ vào cái bệnh của tôi và tôi cũng tự Minh Chuyên đã tư vấn cho tôi và cũng mua sản phẩm cho tôi. Tôi uống đều đặn, đúng đủ đều 3 tháng nay thì tôi thấy được kết quả tuyệt vời, nhất là các cái sản phẩm, một là siêu vitamin, hai là detox nhé. Thì qua quá trình đó thì hơn gần 4 tháng vừa qua tôi đã đi kiểm tra tổng thể thì nói thật mà nói thì cái riêng cái sơ gan của tôi rất tuyệt vời và quay như là qua đó là tôi rất khả quan. Qua quá trình tôi uống detox ba tháng liền đấy, thì nói các bạn như thế. Rồi trước kia thì tôi uống bộ ba thanh lọc cùng với cả siêu vitamin và cuối cùng các loại khác nữa. Thì tôi thấy rằng coi như là cái sản phẩm CBD nói đúng mức ra, phải nói là bây giờ tôi tự tin và tin tưởng tuyệt đối về cái sản phẩm này đã tạo cho tôi một cái sức khỏe rất tốt cũng như là các bạn đã chia sẻ. Và tôi thấy rằng coi như là từ cái kết quả của tôi thực chất mà nói thì cũng chưa lan truyền được bao nhiêu, nhưng mà quan điểm của tôi thế này này, đã chia sẻ cho ai với những cái người, một là mình phải tìm hiểu khai thác người ta hoặc là tìm hiểu người ta mắc cái bệnh gì, câu qua câu chuyện nhé, để mình bán sản phẩm, tức là bán chính bản thân của tôi cho người ta. Đấy. Và cuối cùng một là những cái người đó phải có một cái sự nhận thức tương đồng như tôi, và rất tốt là những người phải có một cái trình độ hoặc cái nhận thức cao hơn tôi càng tốt bao nhiêu, thì lúc đó sự lan tỏa và sự kết nối của mọi người, người ta sẽ mặc dù chậm nhưng mà tôi tin rằng sau này tôi tìm được những cái người bạn đồng hành với tôi như thế là cũng rất tuyệt vời và sẽ phát triển, và cuối cùng người ta cũng tạo điều kiện cho người ta về cái cải thiện được cái sức khỏe của người ta. Và tôi rất vô cùng phấn khởi là ngoài cái vấn đề tôi bắt đầu vào tập đoàn CBD 17 ngày thì tôi đã đi cuộc hành trình cùng với các bạn từ Hạ Long tới Mũi Cà Mau. Qua quá trình đi thì tôi cũng rất tuyệt vời được các bạn, các anh, các chị chia sẻ về các cái sản phẩm, và cuối cùng coi như trao đổi lẫn nhau, phải nói là không cái gì nghe bằng trăm nghe không bằng một thấy,
Và cuối cùng coi như mọi người đều đồng tình với tôi tất cả các sản phẩm như thế, mà tôi là cái người kiểm chứng, tôi thấy là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thế do đó là chúng ta ở đây đã vào CBD, chúng ta phải quyết tâm nhé, quyết tâm dùng sản phẩm, bán sản phẩm, tức là bán cho chính bản thân chúng ta, chứ không bán bằng kết quả của bản thân ta, chứ không phải là theo yêu, theo của tôi bán sản phẩm đó là một cái đệ nệ rất là thấp theo yêu cầu của người ta thôi, ít, rất ít thôi, nhưng mà bán cái kết quả của người ta là chủ yếu, theo quan điểm của tôi là như vậy. Và hôm nay cũng nhân tiện coi như là tôi chia sẻ các bạn, thấy các bạn đã chú ý lắng nghe, tôi rất chân thành cảm ơn và cảm ơn các bạn có mặt tại đây. Xin chào các bạn. Vâng, cảm ơn anh Trung đã chia sẻ. Xin mời người tiếp theo ạ. Anh Hồng đúng không ạ? Dạ. Em giật mic trước thủ lĩnh Vàng Phan Nguyệt. Xin chào thủ lĩnh Vàng Phan Nguyệt. Xin chào các cô chú anh chị em trong Zoom. Chúc cả nhà ta một ngày mới tràn đầy năng lượng. Anh Hồng xin giới thiệu, anh Hồng là chủ một doanh nghiệp, cũng là một người kinh doanh tự do sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đã nói đến là làm công hay làm thuê hay làm chủ gì thì cũng rất là áp lực đúng không ạ? Chính vì lý do đó nên anh Hồng là người mất ngủ mấy chục năm nay. Phải nói là mất ngủ mấy chục năm nay. Khi đẻ đứa con đầu lúc đó là 22 tuổi bắt đầu mất ngủ một ít nhá. Trước đó không bao giờ biết mất ngủ là gì. Xong đẻ đứa thứ hai mất ngủ nhiều thêm một tí. Xong đến đẻ đứa thứ ba thì mất ngủ một cách kinh khủng khiếp. Tức là 9 tháng 10 ngày gần như không cho ngủ cả nhà. Em không biết cái cảm giác 9 tháng 10 ngày mang bầu nó ngủ như thế nào, tức là lúc nào cũng cảm giác thấy con nó đập ở trong bụng á, cả ngày cả đêm như vậy, thì chứng tỏ em chả có một giấc ngủ nào sâu cả. Và gần như là em uống đủ mọi thứ trong cái thời điểm em mang bầu, và sau khi mang bầu xong thì nó cũng vẫn là tình trạng như thế. Nó đỡ hơn được một chút xíu thôi, nhưng mà cái hiện tượng mất ngủ của em nó từ 3 ngày mà không ngủ là gì, 1 tuần không ngủ là gì là cái chuyện thường tình. Đó, và một đêm có thể ngủ 1-2 tiếng là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ban ngày em làm việc một cách cực kỳ bình thường mà không ai phát hiện ra em mất ngủ. Cái kiểu mất ngủ của em là như thế. Đêm mất ngủ rồi nhưng mà trưa không thể nào ngủ lại được. Cứ đêm mất ngủ là trưa cũng không ngủ luôn. Đó, và hôm nào ngủ được thì ngủ được 1-2 tiếng. Và em cũng đã đi không thiếu bất cứ một cái bệnh viện gì. Và em cũng chụp không thiếu một cái gì cả. Ngày tôi cứ bảo là chụp nhiều là ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng em bảo là thà chụp để phát hiện ra bệnh còn hơn là bị bệnh mà không biết gì. Đó, có phải là mình đến nỗi mà quá khó khăn để không đi chụp MRI CT hay cắt lớp hay là cái gì đâu. Em quất hết, xem cái đầu của em, miễn cái đầu của em đừng có cái khối u gì là coi như là mọi cái là nó êm xuôi rồi. Với cái quan điểm của vợ chồng em nó là như thế, nên cứ vài ngày là chồng em lại bắt em đi chụp, vài ngày 1-2-3 tháng ở đây là cắt đi chụp một lần. Nhưng mà chụp rồi thì bác sĩ cũng chỉ bảo là thôi, về làm ít thôi, đừng làm nữa thì may ra ngủ được. Các em bảo là trời ơi, công việc của em như vậy mà bảo em đừng làm nữa thì làm sao mà được. Tức là em bị căng thẳng thần kinh chứ cũng chẳng phải là bị bệnh gì cả. Nhưng vẫn chưa có niềm tin là mình bị căng thẳng đâu. Cho nên cứ lâu lâu đi chụp một lần là vì như thế đó. Rồi khi em vào CBD thì cũng chẳng phải là em đi tìm một cái phương pháp gì để bảo vệ sức khỏe cho em. Tại vì cái người gieo cho em là em Thanh Hướng chỉ mang ra cho em đúng một cái hộp trà của CBD thôi và bảo là chị ơi chị bán thử cái này đi. Thế bảo trà gì? Trà giảm cân. Trà giảm cân mà nó, em nhìn cái hộp nó rất là bình thường, mọi cái nó bình thường lắm. Thế quan điểm của em là phải đúng công ty, phải đúng nhà sản xuất, phải đúng giấy pháp xếp thì em mới bán. Thế nhưng bàn trình dược mà bạn ấy đến thì bạn ấy đưa cho em những cái giảm cân mà của công ty nọ, công ty kia dược thì không thì em dám bán. Nhưng mà tại vì cái em Thanh Hướng em chỉ gieo cho em mỗi cái hộp trà thôi cho nên em không dám bán. Và sau khi dịch Covid đến thì em mới bảo là Thanh Hướng mang cái cuốn catalog ra thì lúc đấy em mới vỡ òa ra, ồ đây là một kho tàng sản phẩm về thực phẩm chức năng. Thế là cái việc đầu tiên là em ký hợp đồng để em bán, nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi ký hợp đồng thì bạn bảo là vậy em chị trải nghiệm sản phẩm đi. Có sản phẩm gì? Sản phẩm mất ngủ. Ồ thế thì chị là người mất ngủ đấy. Em đưa cho chị trải thử cái mất ngủ đầu tiên đi. Thế thì khi mà sản phẩm về tới nhà em một cái em uống ngày đầu tiên buổi chiều hôm đó là đêm hôm đó em đã có một cái cảm giác không bình thường rồi. Nhưng em chưa nói gì nhiều cả. Rồi sang đêm thứ hai, trời ơi mọi người không thể tưởng tượng được, đúng từ đêm thứ hai cho tới giờ này anh Hồng chưa biết mất ngủ, chưa biết đau đầu là gì. Mà trong khi đó trước kia là hoàn toàn cứ mất ngủ là liên quan đến đau đầu, như cái đau đầu của mình nó lại bảo như thế, thà nó đau đầu hẳn đi để mình ngủ hoặc mình nằm. Chứ cái đau đầu của mình nó chỉ giống như là một tấn đá treo ở trên đầu thôi, nó không đáng để cho mình nghỉ, vẫn làm việc được nhưng mà nó rất là khó chịu, cứ ngồi thì cứ vừa làm vừa cứ tung túng giải tóc này, tung túng giải tóc này để cho nó đỡ khó chịu. Và cái sản phẩm đầu tiên anh Hồng uống là Novo Vision và xịt chết lên, lúc đấy ở trên cây, lúc đấy là đang mùa dịch nên là chỉ có mỗi hai sản phẩm đó thôi. Và anh Hồng uống sau 3 ngày thì chồng anh Hồng bảo như này này, từ ngày lấy em cho tới bây giờ anh chưa bao giờ thấy em có giấc ngủ tuyệt vời như thế. Và đúng thật cái giấc ngủ nó đến, mà anh Hồng phải công nhận rằng là
nó khác, nó bất bình thường hơn tất cả những sản phẩm ở ngoài thị trường. Ở cái như này này, nó từ từ nó đưa đến cho mình một cái giấc ngủ. Nếu mà mình cứ nằm mình nhắm lại trong vòng 2-3 phút là tự nhiên nó ngủ được. Trước kia anh Hồng cứ đúng 10 giờ mới ngủ là ngủ được nhé. Còn 11, 12 giờ mà đi ngủ là coi như thức trắng đêm. 10 giờ đi ngủ thì may ra ngủ được 2-3 tiếng. Còn nếu như mà đến 11, 12 giờ là coi như thức trắng đêm luôn. Và nếu như anh Hồng đã vào giường rồi mà chồng con chưa đi ngủ thì cứ việc ra ngoài. Còn nếu mà muốn vào thì phải mở rón rén giống như đi ăn trộm á. Còn lỡ mà mở mà để có tắc cái cửa cái để anh Hồng tỉnh giấc lại là anh Hồng không ngủ nữa. Nên là chồng về nhiều khi đi về khuya khuya đó có khi phải ngủ ở sofa ấy, đừng có vào, hôn hồn thì đừng có vào để cho vợ được ngủ thêm một tí xíu nữa. Lắm hôm thì thôi ngủ ở ngoài, nhưng mấy lúc vợ hỏi thì sao anh không vào thì bảo là anh sợ em đang ngủ nên anh không dám vào và em tỉnh mất rồi. Thế mà ồ tiếc thế, tiếc thế, anh vào anh ngủ xong. Tức là cái giấc ngủ của anh Hồng nó quý giá đến mức độ như thế. Và nhờ hai cái sản phẩm đó thì tới giờ này anh Hồng cực kỳ là đi mà không thể tưởng tượng được là giấc ngủ. Bây giờ anh Hồng nhá, kể cả 3-4 giờ chiều mà bảo đi ngủ thôi là nằm xuống tự nhiên lăn ra ngủ, kể cả là trời sáng, kể cả là chồng con có nhảy múa có làm cái gì anh Hồng vẫn ngủ được. Tức là nó đưa vào một cái giấc ngủ mà bất cứ lúc nào mình cũng ngủ được. Cái CBD nó hay như vậy. Và mình tỉnh dậy một cái là mình tỉnh giống như là mình được ngủ 10 tháng rồi mà mình ngủ cho nó đã đời luôn á. Nó giống như thế, nó happy đến mức độ như vậy. Và trong nhà anh Hồng lúc nào cũng có 5 sản phẩm cao cấp chứ không phải là 4 sản phẩm cả nhà nhá. Và những cái trải nghiệm của anh Hồng là như thế này này, Novo Vision và Jetlay thì nó là quá là vi diệu đối với anh Hồng rồi. Nó là một cái vị cứu tinh của anh Hồng rồi, không thể nó có nào tưởng tượng hơn được nữa. Nhưng mà cái sản phẩm Beauty Sen với anh Hồng thì anh Hồng cũng đã từng chia sẻ rồi đó. Uống hộp đầu tiên thì thấy mọi người chia sẻ rằng là uống Beauty Sen đó thì nó có kinh, thì anh Hồng cũng nghĩ là trời ơi mình mất 4 năm nay rồi. Thế là thì làm sao mà có lại được nữa. Nhưng mà không ngờ uống Beauty Sen hộp đầu tiên xong hộp thứ hai thì nó như là con gái cả nhà. Anh Hồng không thể ngờ được là cái Beauty Sen nó lại như thế. Và cái cảm giác đầu tiên của anh Hồng mà anh Hồng vẫn kể chuyện với mọi người này này. Lần đầu tiên anh Hồng uống Beauty Sen đêm nay sáng mai ngủ dậy là hai bầu ngực nó cương cứng y như kiểu cái người mà có bầu á, hoặc là những người ngày mà phụ nữ họ sinh ra cũng giống như các tư vấn viên vừa chia sẻ vừa xong á, nó tuyệt vời đến mức độ như vậy. Và cái cảm giác như là tay mình nó bớt khô ra là có thật, tại vì anh Hồng là người tiếp xúc với hóa chất nữa cho nên là cái bàn tay nó rất là bị khô. Nhưng mà cái thời gian làm ở CBD thì nó cũng hơi nhiều thời gian, đâm ra là không chăm chút được cái bàn tay nhiều lắm. Nhưng mà giờ chị Hương nói lại thì mình té ra là thì ra là bàn tay của mình dạo này ít xài mỹ phẩm nhưng mà tay nó vẫn cứ mềm ra được thật. Và đấy là cái sản phẩm của Beauty Sen. Còn cái sản phẩm của siêu vitamin thì nó lại hay ở một cái như này này. Nếu như mọi người cho cái người nào đấy trải nghiệm siêu vitamin mà người ta đang khỏe mạnh thì tốt hơn hết là đừng có chia sẻ lúc đó. Bởi vì cái gì của CBD nó là cực kỳ tức thì và nó thẩm thấu theo một cái cấp tế bào và nó chuyển hóa cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh. Thế thì nếu như đưa một người khỏe mạnh để mà trải nghiệm cái sản phẩm siêu vitamin họ cũng chưa cảm nhận được đâu cả nhà. Mà cái lúc mà người ta mệt á, cái lúc mà mệt mình uống thử nó xem. Nó vi diệu vô cùng. Tức là mình mệt một cái là một lúc sau mình cảm nhận được là mình khỏe ngay lập tức. Và đặc biệt là nếu như hôm nào mà anh Hồng muốn đi đâu hay muốn làm gì cứ đề phòng ngay từ đầu, uống ngay từ đó buổi sáng đi. Để cái ngày hôm đấy mình đi mình làm việc để cho nó thoải mái và nó sảng khoái xong suốt cả một ngày mà nó không có mệt cái gì cả. Đấy là Novo Vision. Khi mà anh Hồng mà lúc nào trong tủ của anh Hồng cũng có 5 cái hộp đó. Nếu mà đầu hơi tưng tưng một cái mà cảm giác là mình làm việc cường độ hơi nhiều một cái là quất Novo Vision ngay ngày hôm đấy. Còn xịt chất lây thì anh Hồng chỉ uống đều đặn trong vòng 3 tháng trời. Và sau đó thì cứ lâu lâu anh Hồng mới nhấp lại chứ không phải là ngày nào mình cũng uống. Còn cái sản phẩm mà Beauty Sen thì ngày nào mình cũng uống cũng rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà đặc biệt cái sản phẩm Detox Pro thì anh Hồng cũng là người bị Covid, lúc đấy anh Hồng chưa uống bật Detox Pro đâu. Chưa uống Detox Pro đâu. Nhưng mà khi mà bị Covid xong thì cứ thi thoảng vẫn còn ho, vẫn cứ thoảng ho. Cho nên mà mọi người mới đến mọi người mới nói là khi mà bị Covid thì nên uống sản phẩm Detox hoặc là bộ ba thanh lọc cũng được, không có điều kiện thì uống bộ ba thanh lọc. Thế thì anh Hồng bị cả tuần liền vẫn cứ ho như vậy. Thế là bắt đầu đưa cái hộp Detox ra thì đúng là uống Detox Pro một cái sang ngày thứ nhất sang ngày thứ hai và chấm dứt ho từ ngày đó luôn. Thế thì chứng tỏ một điều là cái sản phẩm của CBD nó quá là tuyệt vời nếu như ai mà bị Covid. Thế thì anh Hồng có một cái đúc kết là như thế này: nếu như mọi người biết đến CBD mà không uống sản phẩm thì rất là tiếc. Nhưng mà có rất rất nhiều người đã đăng ký ở CBD nhưng không thèm chịu trải nghiệm sản phẩm, mặc dù bị Covid rồi, nói xài đi vẫn không xài, đang bị bệnh bảo xài đi để có kết quả vẫn không xài, là quá 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 tiếc cho những người đang bị bệnh. Và đặc biệt là nếu như mọi người vào CBD rồi, kinh doanh với CBD rồi, là tư vấn viên của CBD rồi mà chưa uống 5 sản phẩm cao cấp đó để có một cái cấp độ trải nghiệm nhanh như thế nào thì lại càng cực kỳ tiếc.
tiếc nhất là hôm nay, buổi hôm nay mọi người ngồi mà không biết gì để mà chia sẻ. Bởi vì người ta đang happy với tất cả những sản phẩm đó mà mình không có cái gì để mà nói. Thế thì chứng tỏ một điều, nếu đã làm tư vấn viên của CBD, muốn doanh nghiệp mình phát triển, muốn doanh nghiệp mình đi về cái doanh số cao, thì hãy uống 5 cái sản phẩm cao cấp của CBD đi. Đó là lời nhắn nhủ của anh Hồng đến với tất cả mọi người. Dạ, xin chào chị Đình đã cho em chia sẻ và là rất xin lỗi thủ lĩnh đảng. Em đã cướp mình mất. Xin lỗi. Đúng là mỗi người có một cái kết quả mà các anh chị đúng là sử dụng cái nào cũng cảm nhận được kết quả liền, đúng không ạ? Chứ có một người nào mà uống sản phẩm của CBD mà chưa có kết quả của mình. Ở đây tôi thấy rất nhiều người đang giơ tay. Thủ lĩnh Vang, Phan Nguyệt để sau cùng ạ, để cho những người này mà chia sẻ trước ạ. Xin mời anh Nguyễn Sức hả? Vâng, xin chào thủ lĩnh Vàng quốc gia Phan Nguyệt. Xin chào tất cả các anh chị trên Zoom. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là có tên đầy đủ là Nguyễn Công Sức, năm nay 57 tuổi, đến từ Hưng Yên. Tôi hiện giờ đang làm tư vấn viên của tập đoàn sức khỏe Thời Vận của em. Thì qua quá trình sử dụng sản phẩm thì tôi chính thức vào, bước chân vào làm thành viên chính thức của CBD thì đến nay được chuẩn bị hết tháng thứ 7. Thì qua quá trình sử dụng sản phẩm để trải nghiệm thì có nhiều những kết quả rất là tuyệt vời. Hôm nay thì nhân trên buổi Zoom này tôi cũng có chia sẻ một số những kết quả mà tôi đã sử dụng được của tôi và gia đình. Trước hết là nói về tôi, đầu tiên là mình bước chân vào CBD cái là mình sử dụng cái bổ ba thanh lọc luôn, sau đó là dùng đến cái liệu trình xương khớp, thì chỉ sau ba liệu trình xương khớp 3 tháng thì cái xương khớp của mình đến bây giờ thì nói chung là ổn định đến khoảng 80-90%. Trước kia ấy là ngồi là không khoanh chân được đâu, ví dụ ngồi ăn cơm ăn cỗ này là không khoanh chân, đến đấy là ngồi ở dưới mặt bằng mặt nền thì không khoanh chân được, nhưng mà đến bây giờ thì ngồi nghiêng ngồi ngả rồi là khoanh chân như nào được, nói chung là cái xương khớp là rất là ổn. Và cái thứ hai nữa là mình dùng đến cái giảm cân này, thì trong cái quá trình dùng cái những điều chỉnh xương khớp thì dùng cái giảm cân này thì có kết quả rất là tuyệt vời. Từ cuối tháng giêng là đến bây giờ là mình giảm được 6 kg rồi. Đúng không? Đấy, là dùng sản phẩm của CBD phải nói là có kết quả rất là tuyệt vời, rất là đỉnh cao. Bên cạnh đó thì bây giờ bà xã thì mình cũng vừa mới dùng hết 2 liệu trình của cái tiền đình của bà, vì mình kể chuyện với mọi người không dưới 3 lần là mang vợ đi cấp cứu nửa đêm, giữa đêm là mang vợ đi cấp cứu vì cái chuyện tiền đình. Thế nhưng sau 2 liệu trình cái thì bà xã thì mình bây giờ có kết quả rất là tốt. Thì bây giờ mình tiếp tục cho bà xã thì mình dùng cái liệu trình thứ 3 này, liệu trình xương khớp, thì bà cũng bắt đầu dùng rồi. Tôi tin tưởng về cái sản phẩm của CBD mà chắc chắn sẽ tới đây cũng còn nhiều những kết quả tuyệt vời nữa. Mà đối với bản thân tôi thì sau khi dùng những cái liệu trình như vừa rồi này, tự nhiên là cái bệnh dạ dày của mình nó cũng biến mất luôn. Đấy là kết quả rất là vĩ diệu, rất là tuyệt vời, rất là diệu kỳ của CBD. Và hôm nay thì trên Zoom là thấy các anh các chị là mọi người chia sẻ về kết quả thì mình cũng mạnh dạn cũng có phần chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Vàng quốc gia Phan Nguyệt, xin cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe, xin tạm biệt. Chị cảm ơn anh Nguyễn Sức ạ đã chia sẻ và tôi. Vâng, tôi chạy cái xì lái 10 top sản phẩm xong chúng ta chia sẻ một cái nữa rồi chúng ta ấy nha. Chúng ta biết rồi, sản phẩm CBD thì nó rất là nhiều loại đúng không ạ? Và tùy theo túi tiền của mỗi người. Ở đây chúng ta cái nào cũng có cái, chưa có một cái sản phẩm nào mà mọi người sử dụng mới có kết quả đúng không ạ? Sản phẩm từ những cái sản phẩm giống như lò phong với 4 hay là hộp trà đúng không ạ? Những cái sản phẩm đơn giản thôi, sử dụng lần đầu đúng không ạ,
tôi chạy một chút nữa rồi là chúng ta bắt đầu chia sẻ tiếp ạ. Cả nhà thêm màn hình chưa ạ? Chưa thấy. Chị cứ chờ một chút nữa chắc là nó kém. Chưa thấy gì cả, Lính ơi. Mạng nó hơi yếu sao ấy. Sản phẩm thì uống vào thì nó khỏe lắm rồi mà sao mạng nó không khỏe chứ. Chứ mình uống sản phẩm đúng không ạ? Mạng của chị nó yếu cho nên nó không lên được hình chứ không phải là chưa chiếu đâu. Người chưa thấy sản phẩm CVT nhưng mà màn chưa đậu. Chắc mạng của chị Bình yếu sao chưa thấy màn hình chia sẻ. Một tí xíu là cái một tí xíu nữa là nó sẽ hiện lên hết đúng không ạ? Ok đó, top thứ hai đó là quay đó, beauty stand CVT đúng không ạ? Tiếp theo là số 4 đúng không ạ? Là cái sản phẩm mà oxy hóa chuyên biệt đúng không ạ? Mình ngồi tư vấn viên chúng ta là ai cũng sử dụng đến cái sản phẩm này. Đây là các cái dòng trà, sản phẩm thanh lọc và cải thiện đường tiêu hóa đúng không ạ? Thì ở đây có rất nhiều cái loại trà, trà số 1, trà số 2, trà số 3, trà số 1 là tiêu hóa, trà số 2 là phụ nữ, trà số 3 là ngủ, trà 4 là hô hấp, trà số 5 là về đường tiêu hóa, hàng trà số 6 là gan, trà số 7 là khớp và trà số 8 là tim mạch, trà số 9 là tiểu đường đúng không ạ? Ở đây là top thứ tư đó là canxi hữu cơ ạ. Thì ở trong dòng canxi thì có nhiều magie rồi kẽm rồi sắt rồi các thứ, thì dòng này cũng là rất là thiết ạ. Nếu mà ai mà bị cái vấn đề về đường ruột á, thì là uống canxi là giảm cái bằng là giữ axit ở trong bao tử thì uống cái canxi vào là nó giải quyết được rất là nhanh ạ. Và những cái dòng về như là dầu ban san đúng không ạ, rồi gel khớp, rồi bổ ba thanh lọc huyền thoại đúng không ạ. Cái bổ ba thanh lọc thì các anh chị biết rồi là quá tuyệt vời đúng không ạ. Thì trong sạch bên trong cũng có thể bảo vệ gan khỏi nhiễm mỡ này, xơ vữa động mạch này, những là về gan, về rượu đúng không ạ, uống rượu nhiều đúng không ạ, hỗ trợ điều trị giảm các cái hội chứng dị ứng, giảm phòng các cái bệnh ung bướu, hỗ trợ điều trị liên quan đến tăng cholesterol trong máu, thanh lọc cơ thể và sử dụng nó thì có tác dụng thanh lọc toàn bộ cơ thể ạ. Và cái dòng dòng này là dòng mà tăng khả năng vận động của khớp cũng như là hạn chế cái quá trình thải hóa khớp. Đó, tiếp theo là cái dòng chất xơ đúng không ạ, từ thực vật tự nhiên thì đó là cái dòng lim. Cái dòng này thì đúng là chúng ta là cái đến CVD chúng ta nên uống đến dòng này đúng không ạ, làm sạch cơ bản với toàn bộ cơ thể của chúng ta và thấm hút các cái độc tố ở trong cơ thể, dùng thanh lọc. Và cái dòng thứ chín nó là sản phẩm siêu rẻ và cảm nhận ngay, đó là các cái sản phẩm mà về sữa rửa mặt đúng không ạ, tăng rồi serum các dòng đúng không ạ. Đó, sửa rửa mặt thì tôi thực sự là khi mà tôi đến những cái người mà họ ở tuổi 70 thôi mà chúng ta chỉ cần rửa cho họ cái sửa rửa mặt thôi là họ đã có cảm nhận ngay và họ quyết định sử dụng ngay đúng không ạ. Và tiếp theo đó là cái dòng sản phẩm về nước hoa đúng không ạ, là top thứ 10 là sản phẩm về nước hoa, là những cái sản phẩm mà chúng ta mới về Việt Nam. Cái dòng nước hoa thì ở đây người ta nói là trong cái nước hoa này có 10 loại đúng không ạ, và chúng ta chọn cho mình, mỗi người chúng ta chọn cho mình một cái dòng để chúng ta thể hiện cái tính cách của chúng ta. Chúng ta hãy trải nghiệm hết các cái dòng nước hoa để chúng ta chọn cho mình một mùi nhá, riêng cho bản thân mình. Thì đó là những cái sản phẩm mà đang rất là hot mà chúng ta có thể là chia sẻ rất là dễ đúng không ạ. Và đó là tôi chia sẻ những cái sản phẩm đó, và xin mời tiếp theo là xin các anh chị cho những cái kết quả mà mình trải nghiệm đúng không ạ, và cảm nhận về những cái sản phẩm mà mình trải nghiệm.
Vâng, xin mời người tiếp theo ạ. Ôi hả? Dạ em có luôn. Vâng, bạn Hà Nguyễn, Nguyễn Hà vậy đó. Bật giơ tay trước rồi tới Võ Hằng nha. Thủ lĩnh Phan Nguyên là sau cùng ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Bình. Xin chào chị thủ lĩnh Phan Kim Nguyễn, Phan Nguyên. Xin chào cả nhà. Em là Nguyễn Xuân Hạ, đang ở Phú Giáo, Bình Dương. Thì hôm nay thì cũng giờ cũng hết rồi. Thế em xin ngắn gọn thể là cái kết quả của gia đình mình sử dụng. Thì trước khi em đến với GPD thì có một người em giới thiệu cho em qua cái dòng sản phẩm. Thì em cũng phẩm về dùng cho bản thân mình về cái đường ruột và bị khớp nhẹ hoặc bị gút. Thì sau một thời gian dùng cái dòng sản phẩm thì cái đường ruột của mình thì hết, mà cái gút với lại cái khớp thì dần nó mất lúc nào cũng không hay. Đây là một dòng sản phẩm rất là hay. Sau đó thì được 2 tháng thì bố của em là bị u tuyến yên, và mẹ thì bị rất là nhiều bệnh. Mẹ thì bị tim mạch này, rồi bị tê bì chân tay này, thoái hóa đốt sống này, rồi bị tiền đình này, rất là nhiều. Thì trước khi ấy thì cho bố uống trước. Bố uống trước thì sau thì thời gian là bố đi mổ tuyến yên ạ. Bố đi mổ tuyến yên, ở nhà là mổ tuyến yên là các bác sĩ là thông báo là một câu sinh đơn luôn. Bây giờ bác mà muốn mổ thì mổ đi phải, cái này là bác mổ là phải mổ 5 lần, 5 đến 7 lần, bởi vì cái này là người ta mổ rất là nhiều. Tôi mổ là bao nhiêu người là như thế rồi. Giờ bác có muốn mổ không? Thì ông đau quá nên bây giờ thì biết sao được. Thì bác sĩ nói vậy thì cứ mổ thôi, biết sao. Mổ lần này lần sau cũng không sao cả. Thế là mổ được về được 15 ngày. 15 ngày là em lấy cho ông một cái lộ trình về u não là sau mổ á. Là về ông uống thì ông bảo vẫn cứ đau. Thì là qua cái kết quả với qua dòng sản phẩm thấy tốt thì động viên cho ông uống. Mà khi đó là ông uống thì càng thấy đau. Đau thì cũng biết nó là cũng không biết làm sao cả. Bắt đầu là cái nó là gọi cho người tuyến trên. Người tuyến trên là cũng gọi điện động viên ông là bây giờ uống đi, cái dòng này rất là tốt. Thì ông cứ vẫn cứ uống. Thì uống rất là diệu kỳ cả nhà. Thì sau đó thì đi vào bệnh viện tỉnh. Thì người ta khám, người ta bảo là cái này nó bị tái phát rồi ông ạ. Thế là ông vẫn cứ lo xong là vậy là đi ra bệnh viện ca của bệnh viện Hà Nội á, thì cũng khám lại là ông bảo là bác sĩ ngoài đó là bảo là cái này là nó chỉ tấy ngay chỗ mổ thôi, còn nó không có tái phát. Đó là khi nó là về ông gọi điện nói lên là thấy là mừng rồi. Thế là ba tháng sau là tiếp tục lại đi khám tiếp, là vào bệnh viện tỉnh người ta vẫn nói vậy. Nhưng mà đi ra bệnh viện ca thì bây giờ cái này nó sắp là lành cái chỗ vết thương rồi. Bây giờ là ông có uống thuốc gì không? Ông thật ông bảo là không uống gì, sợ bác sĩ la. Là ông bảo là không uống gì thì uống chỉ là cái lộ trình cái mấy cái thuốc mà hết thuốc rồi đi vào bệnh viện lấy thuốc của bác sĩ cho thôi, cái đâu uống gì đâu. Đó. Nên là rất là kỳ diệu. Thì đến bây giờ là ông rất là khỏe và ông đi vào là đang đi vào trong Nam chơi. Thì còn bà thì nói là bà cũng bị rất nhiều bệnh, như kiểu ngân hàng bệnh ấy. Mà lúc uống thì từ đầu uống là cho bà uống siêu vitamin là không có vấn đề gì, 2 tháng thế bà yếu mà. Xong tháng thứ 3 nghĩa là cho bà uống bổ ba thanh lọc, thế là nó bị đào thải. Và bà là bị tê luôn cả cái tay luôn, cả nhà là tê với lại phải đi cấp cứu luôn ạ. Đi chuyển nước ở gần đó, xong rồi bà đi bệnh viện mất 1 tuần. Thế là mà người nhà vì mấy anh em mình bảo thế anh bán cái thuốc gì mà cho mẹ uống thử nghiệm, bây giờ mẹ đi bệnh viện. Thế là cũng không biết nó làm sao nữa. Đó là kim ở thì để anh gọi điện lại cho mẹ xem thế nào. Thế là cũng cái đó là cũng phải gọi lại động viên bà, rồi là cho người hướng dẫn gọi trực tiếp luôn. Thế là khi đó bà yên tâm là bà ngưng cái bao bộ ba thanh lọc khoảng mấy ngày á. Sau là
ngày sau là bà uống giờ là bà lại cứ khen, bà cứ đến giờ tay chân với lại nhìn người khỏe lắm, không bao giờ mà phải là này. Giờ ra nắng là ngày trước ra nắng khoảng 15-20 phút ngoài quê là chóng mặt chóng mày, là bây giờ uống cái dòng sản phẩm này là không có vấn đề gì nữa, mà bà giờ tay với ấy là tay với chân là không có vấn đề gì mà tê tiếc gì nữa, nên là cái sản phẩm mình rất là cực kỳ vi diệu, nên là bà uống là thấy là khỏe. Hôm nay không bà đi vào trong này chơi thì con cái cảm thấy rất là mừng. Mừng xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn chị Bình đã cho chia sẻ. Vâng, cảm ơn em Nguyễn Tha. Chúng ta biết ở trong sản phẩm của CVD chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm tốt, nhưng mà các anh chị biết rằng cái hộp detox là cái hộp sản phẩm mà nó cũng có tác dụng giống như bộ ba, nhưng sự khác biệt của cái hộp detox đó là nó cũng là bảo vệ tế bào này, bảo vệ, nó có khác biệt một cái là nó là cũng là thải độc này, cũng là thải độc tố này, cũng là đào thải gốc tự do, nhưng ở bên cái detox á thì nó còn có tác dụng bảo vệ tế bào, bảo vệ gan, bảo vệ cơ thể khỏi rối loạn về chuyển hóa, chống oxy hóa, loại bỏ colen và cân bằng gluco, nâng cao cái hoạt động của hệ miễn dịch. Nên là tất cả chúng ta dù có dùng gì chăng nữa thì cũng phải nên dùng cái hộp detox, đúng không ạ? Và nó còn nâng cao cái khả năng chống lại tia UV, bảo vệ da và lớp niêm mạc, và nó cũng có cái tác dụng là chúng ta uống chỉ cần một hộp 16 ngày thôi là chúng ta đã có kết quả ngay. Với những người mà chúng ta đã biết đến sản phẩm CVD thì chúng ta nên sử dụng hộp detox, đúng không ạ? Đó. Dù người khỏe, và người ta nói rằng là thanh lọc cơ thể ngày càng, mỗi người chúng ta có rất nhiều sản phẩm để thanh lọc, đúng không ạ? Nào là lim này, nào là bổ ba này, nào là detox này, à Forma 4 chứ, xin lỗi. Thì với những người khỏe mạnh thì luôn luôn phải là mình phải dùng khi mình đang khỏe, đúng không ạ? Và những cái, và ở trong này người ta nói rằng là những cái hộp silen á thì nó cũng là thanh lọc, và chúng ta mỗi quý chúng ta dùng nó một lần. Và những cái sản phẩm như siêu vitamin và các cái sản phẩm dòng năng lượng, dòng khoáng á, thì có khả năng hỗ trợ cho thanh lọc, nên là chúng ta ở trong này tất cả những cái sản phẩm này đều có cái công dụng như thế, và chúng ta sử dụng nó để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Và cũng đã gần hết giờ rồi, xin mời thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt cho chia sẻ group của buổi Zoom tháng nay ạ. Vâng, cảm ơn chị Bình cho Nguyệt được chia sẻ ưu ái một chút, rất là nhiều người muốn chia sẻ. Thì thực ra tâm đắc về sản phẩm CBD, không có sản phẩm nào bị lỗi thời. Tuy nhiên là chúng ta là người thương mại, tại sao mà hồi xưa người ta có tư duy để đi bán mỹ phẩm, các anh chị biết không? Là người nghĩ này, thứ nhất là bản thân người cũng không hay bôi nữa, thứ hai nữa là nghĩ nói trời bôi một cái sản phẩm tới mấy tháng, 6-7 tháng họ mới quay trở lại, trong khi chúng ta là người kinh doanh. Nguyệt thì nghĩ rất là đơn giản như vậy thôi, cho nên là tôi không có để ý đến mỹ phẩm. Chỉ khi mà bạn Lại Thị Thu nói rằng là sản phẩm của CBD dòng dưỡng mỹ phẩm là công nghệ X50, nó có thể thẩm thấu và cân bằng độ pH của da, thì sau đó tôi nghĩ đến cái chuyện là tôi xài thử nó thế nào. Nhưng mà khi xài thì Nguyệt nghĩ ngay là cái vấn đề là gì ạ? Đó là cái phễu. Cái phễu là gì? Là cái sản phẩm mà có thể đi vào, gọi là chìa khóa bước được vào cánh cửa của người khác. Uống thì người ta đang còn suy nghĩ tới cái chuyện là cho có kết quả, ví dụ test ra tối nay, ngày mai mới có kết quả, mới trả lời được kết quả. Nhưng mà muốn chốt sale ngay tại chỗ thì đó là dùng bằng cái cách đó là tôi hay dùng trong mỹ phẩm á. Thì Nguyệt, điểm mạnh mất nhất của Nguyệt đó là cái dầu tiết tùng, đó tôi dùng làm cái phễu. Còn về uống sản phẩm thì người nào mà bận rộn á thì nên uống detox. Ví dụ như Nguyệt là có cái tính là công việc cộng với là cũng hay quên nữa, thế nên là sáng dậy mà pha liquid á tôi cũng hay quên, và quá trình uống thì không biết là do mình không đều hay là cũng có những cái lúc tôi lên lịch là uống để cho thật đều, uống lim á để cho nó lọc máu á, thì có cải thiện. Cải thiện đầu tiên là cái da nám. Nhưng mà khi mà sang uống detox pro á thì thứ nhất là nó tiện, cứ làm một cái gói này bỏ vào túi, ví dụ ở nhà trước khi uống thì ra quán cà phê uống, và uống cái này thì nó là như một cái sự tổng hợp á, nó bảo vệ được cả màng tế bào bên trong và bên ngoài, và đặc biệt đó là nó làm cho chức năng gan. Nguyệt không nhớ để uống sinh gan đâu các anh chị, nhưng mà gan là cái cổ máy lọc độc, và đây là một trong những cái sản phẩm phải nói là chinh phục những người khó tính, mà những người nào mà thích kiểu organic, thích kiểu ăn uống sạch đồ như vậy á các anh chị, thì đưa cái sản phẩm detox này là người ta chịu ngay.
Và nếu góc độ nào đó hiểu về kinh doanh á, thì một hộp này là 80 mấy điểm rồi. Mà một gia đình người cho uống là 2 hộp là 1 tháng. Thì như vậy là một người 2 hộp là có được bao nhiêu điểm? Thì cái việc là 500 hay 1.000 điểm cá nhân nó quá dễ. Hình dung không cả nhà? Hoặc là nó góc độ nào đó, cái công mà để đưa nó cũng quá xứng đáng. À, gia đình mà Việt cho thông tin cái clip của cái sản phẩm này bây giờ tháng 8 hộp mà đã uống 3 tháng rồi. Khi làm quát sạch cơ thể rồi á, thì các anh chị sẽ thấy được rằng là gì ạ? Tiếp theo mà Nguyệt làm, tại sao anh Tiến có nói, tôi hiểu cô Nguyệt cô ngủ giờ nào? Ở cô làm việc cái cường độ cô đi như vậy thì cô ngủ giờ nào mà có phải là 1-2 bữa đâu. Mà thấy rất là dài, nhưng mà phải năng lượng được thì đó chính là siêu vitamin thì chẳng bao giờ Nguyệt thiếu. Siêu vitamin các anh chị là một trong những cái để cung cấp cái năng lượng. Cô có năng lượng thì chúng ta mới làm việc được tốt, đúng không ạ? Và một cái sản phẩm mà nếu ai trong chỗ các anh chị thử nha, một lần nếu có dịp ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì cứ thử bước vào, chả mất cái gì cả. Thử bước vào cái đầu tiên mà để lên công ty á, là lầu 1, lầu 2 là của nơi cắt gọt, chỉnh sữa. Thì các bạn cứ bước vào một lần cho họ tư vấn cho các bạn cần làm cái gì trên khuôn mặt. Vậy thứ với cả nhà mà ai có cái muốn mà vô nói là giờ em muốn cái căng như đường chỉ này, cái nếp nhăn ở đây, cái căng này này, thì bèo bèo á là cũng phải từ 5 đến 60 triệu. Nếu các bạn mà dùng 5 đến 60 triệu mà dùng Beauty Sen này thì người thứ với cả nhà, nó không những là nếu mà làm ngực không á là đã mất mấy ngàn đô rồi. Hình dung nè, rồi là hai cái đường chỉ này á là đã đó lên tới 59 triệu nếu là bác sĩ Hàn Quốc, bác sĩ Việt Nam làm. Thì vì cái chi phí không phải là dở hơn nha, tôi mà chê người Việt Nam dở hơn là tôi không chịu đó. Mà nói giải thích cho tôi, nếu mà em nói dở hơn là tôi không chịu. À, nhưng mà nói là vì không phải bay phao sang thì cái phí nó rẻ hơn đồ khoảng vài trăm đô thì tôi đồng ý. Thì đây là Beauty Sen các anh chị, nó không chỉ là nội tiết tố, nó không chỉ là ngực, mà nó căng đét cái da này, cái cơ này. Nguyệt phải nói Nguyệt mê nó cực kỳ luôn. Khi mà chị Hương chỉ thêm cho cái collagen thủy phân nữa thì là hầu như sáng nào tôi uống sang detox, nên buổi sáng tôi không uống lip nữa, thì tôi uống collagen khi ngủ dậy đấy đấy. Và sau đó thì nạp năng lượng vào và bổ sung làm đẹp, thì đó là một trong những cái sản phẩm. Và Nguyệt ở đây thì Nguyệt không có dùng crab jelly là vì Nguyệt là một trong những cái người mà phải nói là cực kỳ người khỏe. Khỏe thì nó sẽ là rất là nhiều thứ. Ví dụ như ngủ á, Nguyệt mà có người đi thị trường á, mà nếu Nguyệt ôm vô lăng á, thì Nguyệt đang còn vài ba hôm là Nguyệt phải bù một lần. Chứ còn mà nếu mà có người ôm vô lăng thì tôi có thể làm miệt mài ngày này qua ngày khác. Lý do là khi mà lên xe á, là Nguyệt tranh thủ ngay. Và luôn chỉ cần là cho Nguyệt vài giây, người ta nói trăn trở, chưa tới một phút, nói là ấn đầu trong đầu là thôi thả điện thoại xuống ngủ, là ngủ liền được. Thế nên là nó cân bằng được, nó lấy lại sức. Thì đó chính là Nguyệt làm việc nhiều thì Nguyệt dùng cái sản phẩm này, nó tốt cho mắt và não. Thì ở đây là một trong những cái sản phẩm mà phải nói ngày hôm nay cảm ơn chị Bình, nó có nhiều nhiều sản phẩm. Nhưng nếu các bạn nguyên tắc này, tỷ lệ thu nhập của mình thì nó đi đôi với tỷ lệ niềm tin. Tỷ lệ thu nhập nó đi đôi với tỷ lệ niềm tin. Thì vậy các bạn đầu tư vào sức khỏe có nghĩa là bạn đang đầu tư vào doanh nghiệp. Đừng nghĩ đến tiền. Việc của chúng ta là cứ gì ạ? Hãy bán người khó tính nhất chính là bán cho chính mình. Thế vậy thì bán cho mình những cái sản phẩm nào đối xử với cơ thể mình, những sản phẩm nào tốt nhất thì hãy trả lại cho nó bằng cả yêu thương. Cái gì tốt nhất thì hãy cho chính mình trước khi cho người khác. Bán cho mình trước khi bán cho người khác. Thế nên là tại sao Nguyệt rất là thích mấy cái dòng này là vì nhà Nguyệt cái tối có chị Hóa sang đây. Ủa? Chỗ nào em cũng có Beauty Sen vậy? Vì tôi lần trước là tôi mua xong rồi tôi bị gì, các anh chị có biết không, tôi bị gián đoạn là do nó bị hết hàng. Thế nên là giờ mà Nguyệt uống cái gì Nguyệt chọn rồi thì bao giờ tôi cũng có sơ cua sản phẩm. Nếu như có 1-2 hộp thì thôi không nhường cho người khác mà phải cho mình trước. Thì đó là một phần chia sẻ mà Nguyệt rất là biết ơn chị Bình cho Nguyệt chia sẻ một chút về cái cảm nhận của Nguyệt. Và đây là những cái sản phẩm mà Nguyệt đang uống ở trong ngay cả trên bàn của mình, đúng không ạ? 4 loại sản phẩm mà Nguyệt yêu đó là Neurovision này đó, Beauty Sen, Detox Pro thì ở đây các anh chị cứ dùng đi, mỗi ngày một hộp đi, nó quát chết cơ thể cho mình. Rất là biết ơn chị Bình. Cảm ơn Thủ lĩnh Văn Nguyệt. Cũng đã hết chơi rồi ạ. Các anh chị, tôi thấy ở trong đây không có ai. Chắc lẽ là
là để dành và khác. Cứ nói đến sản phẩm là có lẽ là nói hết ngày đúng không, nói từ sáng đến trưa tới đến chiều cũng chưa hết đúng không các anh chị. Và nếu chúng ta mà nghe được bác Phạm Vũ Minh mà chia sẻ về từng cái dòng sản phẩm này, tôi tin chắc là người nào cũng muốn mua tất cả về cho nhà của mình đúng không ạ. Chắc lẽ là dự cho một kết quả nữa à, rồi rồi chúng ta nghỉ ạ. Hết giờ quá giờ thôi, thôi hẹn hôm khác nha. Cảm ơn các anh chị đã hợp tác để với chia sẻ hôm nay thành công ạ. Vâng, xin chúc cả